Dạy con em không gạo nữa. Biến đổi ma đừng mở rộng. Đầu tiên đổi hàng ma là hàng 1, sau đó lấy hàng 1 làm chuẩn. Hàng 2 là biến đổi là 3, hàng 1 là hàng 2, hàng 4 là biến đổi 4 hàng 1 là hàng 3. Hàng 3 là 4 hàng 1, cái chỗ này hàng 4 này sai này. Này, trên này hàng 4, 3 hàng 1 cộng hàng 4 nhé. Làm gì cộng hàng 3. Sau đó lấy hàng 2 làm chuẩn. Nói như vậy, bước đầu tiên là hàng 1 đấy, lấy hàng 1 làm chuẩn. Hàng 2 là 3 hàng 1 hàng 2, 4 hàng 1 hàng 3, 3 hàng 1 hàng 4. Bước tiếp theo là hàng 2 đi, hàng 2 hàng 3 này, 3 hàng 2 hàng 4 này. Sau đó là viết hệ phương trình tự thân di tự nhiên, viết 2 x 4 bằng. Viết lại cái hệ phương trình. Viết tự do quá anh. Hệ phương trình tự thân. Hệ phương trình mới là tương đương với, hệ phương trình đã cho là tương đương với cái hệ phương trình mà có cái mặt mở rộng ra đây. À, x1 phải biết cái trí nhân nó tự nhiên bằng ngoặc mình. Xóa cái này đi. Hệ phương trình trở thành khi các bạn viết tự do quá hè. Trong hệ chỗ lắm. Rồi viết có biết cách viết hệ phương trình không? Mà đây là viết như thế này. Còn hệ phương trình là viết như nào? Hệ phương trình đây này. Các bạn nhìn thấy đấy à? Rồi 3 x 2 trừ 2 x 3 cộng 2 trừ 2 x 4 bằng 1 đúng không? Rồi tương đương. Bây giờ giải hệ phương trình này tôi dễ lên dễ đúng không? X4 bằng 1. X1 bằng 1 thay vào đây là X3 bằng 2. Có phải X3 bằng 2 không? X4 bằng 1. X3 phải bằng 2, chắc tính mình nhầm rồi. X4 bằng 1 là đúng. Cái này bị sai đây này. Cái này hàng 2 trừ hàng 3 này. Hàng 2 trừ hàng 3 thì là 0 trừ 2, 0 trừ 4. Hàng 3 trừ hàng 2 này. Không cho nên bị lại vấn đề là đó không. Hàng thứ 2, hàng thứ 3 đó. Đúng rồi. Thì 3 bằng 2. X3 bằng 2. X4 bằng 1. X4 bằng 1 mà X3 bằng 2. Cái này là 1 này. Chuyển qua bên này là 4 này. 2. 2, 2, 4 hết như vậy. X2 bằng 0. X2 bằng 0. X3 bằng 2, X4 bằng 1, 2 trừ 1, còn 1. Chuyển qua 3 trừ 1, còn 2, X1 bằng 2. Vậy hệ phương trình công nghiệp duy nhất, ghi cho được không? Đấy. Kiểm tra lại, bọn mình tìm kiểm tra lại.